Chào cô chú chị Khang nhà mình nhé. Em lên sóng giới thiệu giao lưu cho cô chú chị Khang nhà mình là 246 miếng trắc đỏ đen nhé. 6 miếng này là 13 cân. Miếng đầu tiên là dài được 54. Miếng thứ hai dài được 47. Thứ ba dài được 50. Thứ tư dài được 68. Thứ năm dài được 64. Thứ 6 dài được cũng 64. Mặt 9 phân. Dày 4 phân. Đấy. Một miếng. Mặt kia cái đầu viên dày hơn mọi người nhé. Đấy. Miếng này là được 7 sen. 6 sen. Số 23 này. Đo kích thước rồi, chiều dài. Cái này được 5 sen. Số 4 này. 8 sen rưỡi. 5 sen. Số 5 này. Số 5 này thì nó hơi vặn vỏ đỗ xíu mọi người. Chiều này 7. Chiều này 4. Năm, chín, miếng số sáu này, tám, ba, 13 cân, 13 cân cô chú chị nhá, 13 cân, 13 cân này em bán là 360.000 bao ship cho cô chú chị Khang nhà mình nhá, 360k bao ship.